sử dụng Linh trong Linux. Linh trong Linux kiểu như đóng vai trò như kiểu một cái đại diện đó hoặc bí danh gì đó, mà nên mà nó cái đó app nó file thì ở chúng ta có hai loại, đó là Linh Symbolic Link và Hard Link, Linh mềm Linh cứng. Để hiểu về Linh, để hướng dẫn chúng ta cần để hiểu một chút về cách Linux sử dụng cái inode trong việc quản trị hệ thống. Thứ nhất, hiểu về Hardlink. Hay thì lúc lưu trữ thông tin quản trị về file trong các inode, và cái inode này sử dụng lưu trữ tất cả thông tin quản trị về cả những các file tồn tại trên hệ thống. Với mọi file trên Linux thì có một inode riêng, và trong inode đó phần quan trọng nhất là, thì liên quan đến nội dung cái file nó chứa, nội dung mà cái file nó chứa, cái gồm có gì là khối dữ liệu nơi mà cái nội dung file này nằm chó, cái tiếp theo là gì thời gian tạo này, truy cập và thay đổi của file, cái có quyền trên file, và cái ai cái người sở hữu file đó. Một phần thông dụng nhất đó là không được lưu trong cái file này chính là tên của file. Tên của file lưu trữ tại cái thư mục mà file nằm trong đó, và mỗi cái file name đó, tên file đó sẽ biết sẽ ghi thêm các inode mà nó cần để truy cập để có thêm thông tin về file. Thú vị ở đây là inode thì không biết tên file đâu. Nó chỉ biết là nó nhưng nó chỉ biết là có bao nhiêu cái tên ở ngoài thì cùng truy cập inode đấy. Những tên đó được gọi là hardlink. Vậy mỗi file luôn luôn có một hardlink kết nối đầu tiên, và cái hardlink đó gọi là tên của file. Khi chúng ta tạo một file, chúng ta cung cấp nó một cái tên. Về cơ bản ấy, thì cái tên này là một hardlink. Trên hệ thống Linux, nhiều hardlink có thể được tạo cho một file. Việc này rất là hữu ích, bởi vì nếu một file có cùng nội dung mà cần phải xuất hiện ở nhiều nơi khác nhau, chúng ta sẽ cần một giải pháp đơn giản để đảm bảo rằng nội dung của như nhau. Thì một cái thay đổi ở trong cái chỗ này thì sẽ áp dụng đến với mọi hardlink khác. Nó chỉ ra rằng là gì? Là mọi hardlink đều trở đến một khối dữ liệu thôi. Tất nhiên, có số hạn chế áp dụng hardlink như sau. Hardlink phải tồn tại trên cùng một thiết bị lưu trữ, phân hoạch một cái logic room. Chúng ta không thể tạo hardlink cho thư mục. Khi mà cái tên cuối cùng, cái hardlink cuối cùng mà truy cập đến cái khối dữ liệu đó bị xóa, thì dữ liệu đó không bị xóa. Một điều tuyệt vời về hardlink đó chính là khó không có sự phân biệt giữa cái hardlink đầu tiên và hardlink thứ hai. Muốn đầu trò đến đơn giản cho hardlink mà chúng nếu hardlink đầu tiên mà bị xóa thì cũng không cản trời hardlink khác tồn tại cả. Hệ thống Linux sử dụng link cho để nằm trên những nơi khác nhau, giúp cho việc truy cập nhanh gọn hơn. Bây giờ hiểu về là link mềm, Symbolic Link. Cái Symbolic Link này gọi là link mềm, và nó thực tế là không kết nối thẳng với cái inode mà kết nối với cái tên của file. Điều này khiến cho cái link mềm nó linh hoạt hơn, nhưng nó cũng có một số cái bất lợi. Điều có lợi của link mềm đó là chúng có thể được thiết lệ kết nối từ thiết bị này sang thiết bị kia, và cũng có thể trỏ đến các thư mục. Cái bất cập lớn nhất của cái link mềm đó là khi mà cái file gốc bị xóa thì cái
link mềm sẽ bị vô hiệu hóa và không còn làm việc được. Hình 3-2 cho ta một cái nhìn tổng quát về cách iNode, Hardlink, Symbolic Link làm việc. Đúng nhá. Ở dưới này, iNode là trỏ đến, Hardlink là trỏ đến iNode và Symbolic là trỏ Hardlink. Bây giờ chúng ta không mục là tạo link thế nào. Tạm nhá nhỉ. Nốt là link. Sử dụng LN để tạo link, tạo hướng dẫn. Nó sẽ sử dụng tương tự như cách dùng với CP, các thứ tự các câu lệnh CP, copy hay là move hay là chuyển file. Đầu tiên chúng ta cần phải gõ cái tên nguồn, sau đó tên mục đích. Nếu chúng ta muốn tạo một link mềm, chúng ta cần phải gọi chữ S vào đó. Link mềm mà ta sẽ cụ thể hóa bằng là nguồn hoặc là tự với lượng file hoặc thư mục. Một điều quan trọng hạn chế áp dụng để trong việc tạo Hardlink đó là chúng ta phải là người sở hữu cái thực thể, cái vật mà chúng ta trỏ đến, cái file mà trỏ đến. Bảng 3-5 cho ví dụ sau. LNETC how chấm tạo một cái link cho Hardlink luôn đấy đến cái file của chúng ta. Còn là chữ hết sẽ tạo một link mềm đến cái thư mục hiện tại. Còn l chữ s home tp tạo một link mềm thôi. Dù dùng ls sẽ giúp ta nhận ra xem nó link mềm hay cứng. Nếu đầu ra của ls chữ l thứ đầu tiên là l thì đó là một link mềm. Nếu ký tự đầu tiên của nó nếu file là một cái link mềm thì đầu ra của LGS sẽ cho cái tên của file hết kèm theo link là nguồn mẫu quên cd quên rồi LN-S chéo home study sd nhớ nhỉ. Ở đây ST trỏ đến home study là link link mềm. Là link cứng này. Đây nè. Chéo home. Cái này không phải dùng là file 1 chứ nào. STF1. Rồi. Đây ta có gì? Đang là một file bình thường, rất bình thường luôn. Đây là thằng là link mềm. Là link cứng đây. Nếu file Hardlink thì đây, file Hardlink luôn. Nó easy hơn không hiểu gì cả. Nhưng riêng là link mềm có chữ L thì nếu mà có chéo ở trước thì alias không sử dụng. Thử nào. Đây ngon luôn, nó không có màu mè gì cả. Còn khi có màu thì nó có không có chéo, nó sẽ là bị có bị cái thằng màu. Thế là xóa link. Xóa link nó cũng rất là nguy hiểm. Nhất là gì? Thử luôn nào, tạo một cái file cho tự test. Xóa link tạm tục là một cái từ test, một cái đi test
xe rồi. Đó, cái mục test copy à để e nó phải đây đúng rồi, bỏ thuộc. Tiếp theo chúng ta sẽ link cái test ls test link tại một đường mềm ln rồi thằng này chọn link mềm này test test thì xóa link. Tiếp tục là đấy vẫn còn cái thằng test minh bản đây à, xóa ra từ ls test. Link còn test đâu rồi test còn gì xóa toàn bộ nội dung của link rồi. Bài 3 trừ 4 chúng ta làm việc với cả đường dẫn mềm đường dẫn cứng. Chú ý trong bài tập này thì yếu chấm là quan trọng sử dụng phần câu lệnh để tránh nhầm lẫn nếu mà dễ dùng này là ls link password chấm rồi. là link một h link đây nó có một cái ở đây con lệnh này sẽ không thể tưởng chúng ta không phải người chịu ace password chúng ta chỉ dừng ấy chẳng không ln ln không có gạo được vì chúng ta không có quyền ln chữ s rồi ta gạo được chưa đây con link rồi. Hay mềm đến không quyền làm được. Tiếp theo ta sẽ ls host nó có host đúng không? Ln đi vẫn ln Rồi có host này. Đấy, tạm một file mới link như nó. New file link file đúng không? Đây, link file đây. Ta sẽ có thêm một cái nữa ls ls chữ s là chữ s
Đây, xin một link file, new file. Thế xóa, xóa remo new file. À, đảo quên. À, hơi rõ hơn nữa. Như thằng này cũng ngon này. À, mình. Đổi. Bình thường và ta sẽ link file này, new file. Hãy xem ngay. Cho cái tên thôi.